con gái bé nhỏ. Ba viết những dòng chữ này khi con và Maya đang mải mê nô đùa trước biển xanh cát trắng. Ba cảm nhận được giây phút hạnh phúc từ nơi con và trong cháu gái đáng yêu của ba. Mọi thứ vẫn ở đây, tại chính nơi này, trong ngôi nhà thứ hai của gia đình mình. Ba đã may mắn được chứng kiến cả một chặng đường dài của con, từ khi con còn là một đứa trẻ cho đến tận bây giờ khi con đã là mẹ. Ngắm nhìn Maya, cả tuổi thơ của con như một thước phim quay chậm bỗng trở về trong ba. Nhìn lại những tháng ngày qua, ba mới thấy rằng mẹ đã đúng khi luôn bắt ba phải bớt công việc, mua một căn nhà thứ hai ven biển để tuổi thơ con của ba luôn ngập tràn tiếng cười, để gia đình chúng ta được vui vầy bên khung trời đầy nắng và gió, nơi con luôn háo hức mỗi khi được về lại những dịp hè. Ba chưa bao giờ quên được khuôn mặt rạng rỡ thiên thần mỗi khi con gặp lại những chú gấu bông yêu quý của mình, những người bạn luôn chờ đợi con đến thăm hàng năm. Căn nhà vẫn như xưa, chỉ có con gái của ba đã lớn lên, đã trưởng thành. Vậy mà trong mắt ba, con vẫn luôn là một cô bé con tí tẹo của ba ngày nào. Con gái ạ, phải đến tận lúc này, ba mới thấy được hết giá trị của ngôi nhà thứ hai. Khi mua căn nhà này, ba chỉ coi giống như một khoản đầu tư, cũng giống như bao thương vụ mà ba đã thành công. Nhưng rồi, nơi này trở thành căn nhà thứ hai từ lúc nào mà ba cũng không hay. Chỉ biết rằng, mọi thứ thân thuộc lắm, thân thương lắm. Vì nó đã chứng kiến cả tuổi thơ của con gái ba. Ở nơi này, mẹ đã vun đắp những ước mơ cho con. Đây có lẽ là khoản đầu tư thắng lợi nhất của ba trong cuộc đời. Căn nhà này, ba để lại cho Maya như một món quà kỷ niệm. Việc còn lại của con là hãy dành cho Maya một tuổi thơ đáng nhớ. Đấy mới là điều quý giá nhất mà ba mẹ muốn dành cho con.